con. Ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hỏi con tôi. Tôi cam kết chữa khỏi 100%. Con. Ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hỏi con tôi. Tôi cam kết chữa khỏi 100%. Chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô thôi. Con. Ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hỏi con tôi. Tôi cam kết chữa khỏi. Không uống thuốc của nhà cô đâu. Con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hỏi con tôi. Tôi cam kết chữa khỏi 100%. Con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hỏi con tôi. Tôi cam kết chữa khỏi 100%. Chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô đâu.